Thì trên thực tế đối với van nhân tạo thì chúng ta thấy căng thẳng nhất là gì ạ? Căng thẳng nhất là huyết khối. Bởi vì huyết khối đó nó là nguồn cơn gây ra hở van, nó là nguồn cơn gây ra gì? Tắc nghẽn van và dẫn đến các cái hậu quả lâm sàng như là đột tử, suy tim cấp, đúng không ạ? Và còn một nhóm nhỏ nữa là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ở bệnh nhân mang van nhân tạo. Thế thì chúng ta tập trung vào phần lớn, tập trung vào vấn đề nguy hiểm nhất, đó là huyết khối trên van nhân tạo, chẩn đoán, xử trí và dự phòng như thế nào. Thì chúng tôi xin giới thiệu một trường hợp lâm sàng. Trường hợp lâm sàng này năm đúng năm 2019 luôn. Bệnh nhân 45 tuổi và vào trực tiếp C1 vì là có suy hô hấp cấp và kèm theo là bệnh nhân có rối loạn về huyết động, nhịp tim rất nhanh, huyết áp tụt. Trước khi mà bệnh nhân vào cấp cứu trực tiếp tại C1 thì họ đã được điều trị 3 ngày ở bệnh viện tỉnh vì khó thở, tức là suy tim. Và sau đó thì 3 ngày bệnh nhân không đỡ và bệnh nhân xin chuyển viện. Trong tiền sử thì bệnh nhân có thay van hai lá cơ học cách 5 năm và có trùng chống đông. Cái INR lần cuối cùng là 3,7 và sau đó thì họ giảm liều từ 1/2 xuống còn 1/4 viên nhưng không xét nghiệm lại. Đây là hình ảnh điện tâm đồ chúng ta nhìn thấy. Dung nhĩ nhanh đúng không ạ? X quang tim phổi tại giường. Chúng ta nhìn thấy vòng van hai lá ở đây. Và rất may hôm đấy chúng tôi làm được siêu âm cấp cứu. Chúng ta thấy có gì đặc biệt không? Sao lại không nhìn thấy gì ạ? Có lẽ là phải tắt bớt đèn đi thì chúng ta mới thấy được. Chúng ta nhìn thấy là bình thường là gì? Cái van nhân tạo là hai cái cánh van nó phải, chúng ta thấy có hai cái đường dạ gọi là cản, gọi là cản âm đúng không ạ? Hai đường dọc cản âm nó song song và nó di chuyển ra vào ở đây chúng ta thấy không? Đây chúng ta chỉ thấy một đúng không ạ? Đấy, đây chúng ta thấy một và cánh van gần như là không vận động, tức là chúng ta không thấy sự vận động bình thường của van cơ học. Thì khi vào viện có một cái chi tiết lâm sàng chúng ta phải chú ý mà tôi cố tình bỏ qua để cho các bạn nhận ra xem còn cái gì khác phải chú ý về lâm sàng không. Thế cho màu lên thì chúng ta thấy có đường kính của một cái hở cạnh van. Đây. Nhìn thấy chưa? Đấy. Và chênh áp khủng khiếp. Chênh áp trung bình là 26. Diện tích lỗ van còn lại 0,5 cm vuông. Chẩn đoán rồi đúng không ạ? Vậy chúng ta chẩn đoán là gì đây? Cái này là cái video mà chúng ta nghe thấy cái chênh áp nó rất là cao. Các xét nghiệm dường như các xét nghiệm không có gì đặc biệt, trừ INR ở đây là 1,6. Về khí máu có tình trạng toan. Bệnh nhân đã phải đặt ống nội khí quản thở máy và chúng tôi cho heparin truyền ngay, bởi vì dựa vào bệnh cảnh lâm sàng là chúng ta phải nghi ngờ rồi. Đồng thời là có rối loạn huyết động nên là phải truyền vận mạch. Sau khi mà làm siêu âm cấp cứu xong nhá, vừa mới chuyển về và đặt ống thở máy rồi mới làm siêu âm thì bệnh nhân vẫn còn đang ở C1, đột ngột ngừng tim luôn. Và trên lâm sàng là trên monitoring là hình ảnh nhịp bộ nối, bệnh nhân đã được cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay lập tức. Và rõ ràng bệnh nhân bắt buộc phải chỉ định tiêu sợi huyết cấp cứu, bởi vì đấy là phương pháp duy nhất có thể cứu vãn được cho bệnh nhân. Chúng ta nhìn này, đấy, trước và sau tiêu sợi huyết chúng tôi làm siêu âm ngay. Đây là cái hình ảnh lúc trước và hình ảnh lúc sau. Chúng ta nhìn thấy hai cái cột âm ở đây không? Mở ra mở vào rồi đúng không ạ?
Và ngay sau khi mà tiêu sợi huyết xong thì trên áp trung bình của bệnh nhân là 11mm thủy ngân. Chưa hết. Ngay sau khi tiêu sợi huyết thì huyết động của bệnh nhân ổn định hẳn. Sau 1 giờ huyết áp là 90-60mm thủy ngân. Sau 3 giờ bắt đầu xuất hiện lơ mơ. Sau 5 giờ vẫn tỉnh nhưng mà liệt nửa người trái. Chụp lên ali hấp, thấy gì các bạn? Vâng, xuất hiện não. Nhắm mắt chúng ta cũng thể nói được là câu chuyện của bệnh nhân là gì. Thế vậy thì vấn đề huyết khối trên van nhân tạo có điều gì cần phải chú ý? Chúng ta biết rằng là van nhân tạo thì có van cơ học, đúng không ạ? Van sinh học, và bây giờ các thế hệ bây giờ thì không còn van bi nữa mà là van hai cánh nhé, hoặc là xanh duyết hoặc là carbomedic. Về van sinh học thì chủ yếu là chúng ta dùng van dị loài từ bò và lợn. Các nhược điểm và ưu điểm của các loại van này chúng ta cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Và gần đây thì có thêm cái gì nữa ạ? Gần đây thì có các cái van gì ạ? Sau can thiệp, tức là thay van động mạch chủ qua da, thì chúng ta có, người ta đặt hẳn cả vòng van và van sinh học ở bệnh nhân thay van động mạch chủ qua da, đúng không ạ? Thì người ta so sánh, người ta so sánh các cái biến cố của van sinh học và cơ học về tử vong là tương đương, nguy cơ tử vong của cả hai loại van là tương đương. Van cơ học do chúng ta phải điều trị chống đông hết sức mạnh mẽ nên chúng ta rất dễ hiểu là nguy cơ biến chứng chảy máu thì cao hơn hẳn là van sinh học, đúng không ạ? Nguy cơ huyết khối thì tương đương, tuy nhiên hiệu chỉnh một số yếu tố thì ở bệnh nhân van sinh học cái nguy cơ huyết khối thấp hơn so với van cơ học. Tỷ lệ mổ lại của van sinh học cao hơn hẳn, đương nhiên, bởi vì làm sao ạ? Thoái hóa van, đúng không ạ? Và về viêm nội tâm mạch, nhiễm khuẩn thì tương đương, nhưng hiệu chỉnh theo thời gian thì nguy cơ viêm nội tâm mạch nhiễm khuẩn ở bệnh nhân van sinh học về lâu dài lại nhiều hơn so với van cơ học. Vấn đề huyết khối trên van nhân tạo không phải chỉ gặp ở các nước nghèo mà các nước phát triển cũng có. Tuy nhiên, tỷ lệ của nó chỉ loanh quanh khoảng 1% thôi, dao động từ 0,3 đến 1,3%. Các cái nước đang phát triển, tỷ lệ thì lên đến 5-6%. Và đương nhiên, nó gặp nhiều nhất ở những bệnh nhân mà điều trị chống đông không đạt liều nhé. Và có một cái nghiên cứu cho thấy rằng là ở những bệnh nhân đó có đến 70% là không đạt liều chống đông. Về vị trí van thì nguy cơ huyết khối ở trên van nhân tạo cao gấp 2 lần so với van động mạch chủ. Và nguy cơ huyết khối ở van ba lá nhân tạo thì cao hơn gấp 20 lần so với van nhân tạo ở bên trái. Vậy chúng ta tiếp cận chẩn đoán như thế nào? Có những bệnh nhân làm sao ạ? Có kẹt van nhưng chẳng có triệu chứng lâm sàng để có thể phát hiện được. Và đi siêu âm thì chúng ta tình cờ thấy chênh áp có vẻ cao so với trước, do vậy chúng ta mới nghĩ đến là kẹt van. Nhưng ngược lại, ở một khía cạnh ngược lại, có những bệnh nhân vào viện trong một tình trạng gọi là tối cấp, rất nguy hiểm nhé, và cái diễn biến của nó thì rất là khó lường. Ví dụ bệnh nhân của chúng ta nằm 3 ngày trước ở bệnh viện tỉnh, sao không ngừng tim, lại chọn đúng lúc vào cấp cứu thì ngừng tim, có phải tại số không? Chẳng biết được nhé. Và ngày xưa hồi tôi năm thứ nhất nội trú, hồi đấy đang đi viện tim mạch còn có 3C thôi, thế thì tôi sau giờ giao ban sáng thì là nhận được bệnh nhân từ khoa cấp cứu chuyển vào, bảo bệnh nhân thay van và bây giờ khó thở. Tôi vào còn, tôi còn chưa, vì là thay van nên là tôi có thói quen là gì, tôi khám tim ngay, nghe tim ngay, và vừa đặt ống nghe vào nghe tim, quay ra gọi ngay điều dưỡng là lấy ngay xe cấp cứu vào, thì bệnh nhân ngã vật xuống giường luôn. Thế mới tải. Bệnh nhân ngã vật xuống giường. Đấy. Và hồi đấy thì ở gì? Bệnh nhân đấy rất là thú vị, bởi hồi đấy là ở ở viện tim mạch là tiêu sợi huyết, còn không có thuốc. Và phẫu thuật tim thì chưa có. Hồi tôi còn vào nội trú là chưa có phẫu thuật tim. Và lúc đó sau khi mà cấp cứu qua giai đoạn ban đầu, may mà qua được, thì phải mời nguyên một nhóm bác sĩ ở trên Việt Đức xuống, ở khoa 1B của Việt Đức xuống để phẫu thuật. Đó,
Nghĩa là về bối cảnh lâm sàng, về triệu chứng lâm sàng thì có thể hết sức đa dạng. Có thể không có triệu chứng, nhưng ngược lại, bệnh nhân có thể chết trước mắt chúng ta hoặc ngừng tim trước mắt chúng ta. Thế khám tại tim cho chúng ta những thông tin gì? Các bạn, cực kỳ quan trọng. Cho chúng ta thông tin gì nào? Gì ạ? À? Nhìn thì chúng ta thấy sẹo, đúng không ạ? Nhìn chúng ta thấy sẹo mổ. Đấy là bằng chứng rõ rệt của việc là gì? Bệnh nhân có phổi thay van. Và nghe tim thì chúng ta phải chú ý đến các tiếng tim. Sao ạ? Trừ trường hợp, tất nhiên, những các cụ mà thay van động mạch chủ qua da thì các cụ ấy là biết ngay, bởi vì là toàn là những người gì? Già, nguy cơ cao, đúng không ạ? Và nghe tim thì chúng ta thấy gì nào? Van sinh học, rất khó. Van sinh học, ta sẽ phải tìm cái dấu hiệu bất thường là gì? Tiếng thổi mới. Tức là chịu có dấu hiệu trên lâm sàng thay đổi so với trước. Còn van cơ học, thì cái quan trọng nhất là cái gì? Tiếng van cơ học. Nếu mà thay van hai lá cơ học thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng gì? Bình thường chúng ta sẽ nghe thấy tiếng gì ạ? Gì ạ? Im lặng. Sao lại im lặng? Bình thường mà. Cạch tặc, cạch tặc, cạch tặc, đúng không ạ? Còn nếu mà thay cả hai van thì chúng ta thấy này cạch 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 cạch. Đấy. Nhưng trong trường hợp đó, tiếng tim thì mờ, nhịp tim thì nhanh và tiếng van nhân tạo thì chẳng thấy đâu. Các bạn hiểu không ạ? Đấy chính là tình huống lâm sàng mà tôi đã gặp ngày xưa và đồng thời cũng là tình huống lâm sàng mà bệnh nhân ở trong ca lâm sàng của chúng ta có mặt. Chẳng nghe thấy tiếng van nhân tạo đâu cả, thấy nhịp tim rất mờ và tiếng tim nhịp tim rất nhanh và tiếng tim rất mờ. Tôi vừa mới nói lúc nãy rồi. Đó là gì? Toàn những câu hỏi tinh tế đi sau. Thế mới căng. Thế. Và chúng ta phải làm gì? Chúng ta một mặt nếu như trong tình huống cấp cứu thì chúng ta phải cấp cứu. Nhưng mặt khác chúng ta bắt buộc phải hồi cứu lại hồ sơ của bệnh nhân. Chúng ta hiểu ý không ạ? Và cái việc hồi cứu lại hồ sơ đấy sẽ giúp chúng ta biết được là cái sự thay đổi về lâm sàng, sự thay đổi về kết quả siêu âm của trước và sau khi mà bệnh nhân vào viện này này nhá. Đồng thời nếu như bệnh nhân còn giữ các cái biên bản phẫu thuật hay là như ở C8 đây người ta có cái gì ạ? Có cái thẻ dành cho bệnh nhân phẫu thuật thì chúng ta biết được là họ thay van năm nào và loại van gì. Đấy nhá. Cũng như là biết được các cái kết quả về đông máu trước đó. Đây là hình ảnh mô tả về các cái tiếng, ví dụ tiếng thổi mới xuất hiện hay là các cái tiếng van nhân tạo nó mờ hoặc nó mất đi nhé. Vậy trong trường hợp đó chúng ta phải làm gì? Cái duy nhất giúp chúng ta lúc đấy là gì ạ? Siêu âm càng sớm càng tốt nếu như lâm sàng nghi ngờ. Và khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2014 là người ta đề nghị là gì? Bắt buộc những trường hợp mà có nghi ngờ huyết khối van nhân tạo đều phải làm siêu âm, khuyến cáo ở cấp độ 1B, đúng không ạ? Siêu âm qua thực quản cũng được khuyến cáo ở cấp độ 1B để đánh giá kích thước của cục máu huyết khối nếu có và hoạt động các cái van nhân tạo. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì là cái cánh siêu âm qua thành ngực thì chúng ta sẽ khó, chúng ta có thể nhìn thấy như hình ảnh của tôi chiếu lúc nãy là sự hạn chế vận động của cánh van và dòng hở mới xuất hiện, đúng không ạ? Rồi chúng ta đo được tranh áp, nhưng trên siêu âm qua thành ngực chúng ta chịu, chúng ta chẳng nhìn được cái cấu trúc mà nó gây ra tắc nghẽn của cái van nhân tạo đấy và nguyên nhân nó là gì. Chúng ta buộc phải làm siêu âm qua thực quản nhé. Ngoài ra thì chúng ta có thể soi X quang tim xem cái vận động của van và chụp cắt lớp để đánh giá cái hoạt động của van. Siêu âm đóng vai trò chủ đạo vì nó vừa đánh giá được cấu trúc và chức năng van và nó lại là một cái xăm lò có thể tiến hành được ngay, không xâm nhập. Siêu âm qua thành ngực là lựa chọn đầu tiên nhé và là phương pháp theo dõi chính. Còn siêu âm qua thực quản thì lúc đó chúng ta đã xác định rồi
Và việc của chúng ta là gì? Chúng ta đánh giá về cơ chế gây tắc, kích thước của cục máu đông và các cái chức năng van hoạt động ra làm sao. Ngoài ra thì như tôi nói là có thể có các cái nguyên nhân khác nhau, có thể do xùi chẳng hạn, thì siêu âm qua thực quản cũng có thể phát hiện được. Đây chúng ta nhìn thấy này, van nhân tạo hoạt động bình thường. Chúng ta có cái hở tí tẹo, tí tẹo ở trong van. Đấy. Nhưng đấy là hoạt động bình thường của van và chênh áp hoàn toàn bình thường. Đối với van sinh học ta cũng nhìn thấy nhé. Có vòng van này và sau đó các cánh van thanh mạch đóng mở. Van động mạch chủ qua da chúng ta cũng thấy như vậy. Có thể có hở tí tẹo ở cạnh nhưng mà không đáng kể. Cái gì gây ra kẹt van? Chúng ta nhớ là chúng ta cũng đã học bài về thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, thuyên tắc phổi rồi, chúng ta biết là có tam giác huyết sâu đúng không ạ? Về các yếu tố liên quan đến gì ạ? Cơ chế làm tăng đông và dễ hình thành cục máu đông. Thì đối với van nhân tạo cũng gần gần như vậy. Có những yếu tố trên bề mặt, ví dụ nội mạc chưa được lành lặn hẳn. Chính vì thế cái nguy cơ gì ạ? Cái nguy cơ mà thuyên tắc do nguy cơ kẹt van đến sớm nhất, đến cao nhất là ở giai đoạn đầu sau khi mà phẫu thuật thay van. Có các yếu tố là do liên quan đến gì ạ? Huyết động, tức là dòng chảy. Ví dụ các bệnh nhân suy tim EF thấp thì dễ bị thuyên tắc hơn là những bệnh nhân EF bình thường. Và đặc biệt là vấn đề đông máu. Đông, chống đông của chúng ta không đạt liều thì đương nhiên, đúng không ạ? Tăng đông qua cái vật liệu nhân tạo này và nó sẽ hình thành ra cục máu đông, kẹt van. Ngoài ra thì có sự tham gia của cái cự gì ạ? Quá sản, cái tăng sinh của cái nội mạc gọi là pannus. Thì cái pannus này nó chiếm khoảng 10 đến 11% cái nguyên nhân gây ra kẹt van nhé. Nó phối hợp với lại huyết khối trong khoảng cũng từng đấy phần trăm, tức là 10-12%. Còn phần lớn 77% kẹt van là do huyết khối nhé. Phần lớn là do huyết khối. Trên siêu âm thực ra thì cũng có thể phân biệt được, và nhất là siêu âm thực quản chúng có thể phân biệt được cái cấu trúc của pannus và huyết khối. Thông thường pannus thì nó sẽ không bao giờ vượt quá vòng van nhé. Trong khi đó thì gần một nửa những trường hợp huyết khối là vượt quá cái vòng van. Đấy. Đây là pannus và đây là huyết khối. Và quy trình của chúng ta, tí nữa hình như là chúng ta có bài siêu âm ngay sau đây nhỉ? Do vậy tôi sẽ nói nhanh cái phần này thôi. Chúng ta siêu âm cũng phải có quy trình. Các bạn học bài siêu âm rồi mà. Chúng ta làm theo từng bước. Một, trước khi làm siêu âm, tốt nhất kiểm tra các thông tin về lâm sàng và hồ sơ cũ. Đánh giá xem siêu âm cái hoạt động của van, xem cái siêu âm cũ xem hoạt động của van như thế nào, chênh áp ra làm sao nhé. Nhớ cân nặng chiều cao, diện tích da của bệnh nhân. Thứ hai là chúng ta đánh giá trên siêu âm hình ảnh của van nhân tạo từ nhiều mặt cắt khác nhau, quan sát cái sự đóng mở của các cánh van, vôi hóa của các lá van hoặc là các cái mật độ âm bất thường ở vòng van lá van, đặc biệt là ở cái vị trí nối giữa van với lại cái cấu trúc bình thường để xem là có huyết khối ở bám ở đó hay là một cái cấu trúc khác nghi ngờ là pannus nhé. Đấy, đây hình ảnh van động mạch chủ cơ học này, van hay lá cơ học bình thường chúng ta quan sát nhé. Chúng ta quan sát trên 2D, quan sát trên Doppler màu, quan sát trên 2D hoạt động của van. Thứ ba, chúng ta sau khi chúng ta đánh giá, chúng ta quan sát trên 2D và màu rồi thì chúng ta đánh giá các thông số về Doppler, tức là chênh áp nha. Chênh áp xem là có vấn đề gì không. Chúng ta phải thấy rằng nếu như chênh áp qua van nhân tạo cao hơn một chút, cao hơn so với người không mang van nhân tạo là chuyện đương nhiên nhé. Cả van sinh học và van cơ học cái chênh áp đều cao hơn so với người bình thường. Do vậy chúng ta bắt buộc phải đối chiếu với cái kết quả siêu âm trước đó. Cái đấy là quan trọng đó nhé. Và hở nhẹ trong van như tôi nói đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy thường xuyên với hầu hết các cái van nhân tạo. Do vậy chúng ta phải đánh giá quan trọng nhất vận tốc chênh áp ra làm sao. Van hai lá, van động mạch chủ, van ba lá. Sau đó chúng ta đánh giá kích thước tim và đánh giá
chức năng thất phải, áp lực ở ngoài phổi là phần cuối cùng. Đấy, đây là chênh áp, các cái trị số tham chiếu bình thường của chênh áp qua các cái van nhân tạo khác nhau. Bây giờ chủ yếu chúng ta dùng van hai cánh nhé. Van bi thì bây giờ chúng ta hầu như chúng ta không dùng nữa rồi. Và chúng ta xem đấy, cái chênh áp của van nhân tạo bình thường cũng đã hơi cao hơn so với chênh áp của van tự nhiên rồi, đúng không ạ? Vậy thì khi nào chúng ta nói rằng van nhân tạo hoạt động bất thường và tăng chênh áp qua van một cách có ý nghĩa? Bài này hình như là trong phần siêu âm chúng ta đã học rồi, đúng không ạ? Nhé. Tôi yêu cầu các bạn nhớ mấy thông số trên siêu âm cấp cứu thôi. Đối với van động mạch chủ cơ nhân tạo, vận tốc trên 4 m/s và chênh áp trung bình trên 35 mm/s. Nhớ hai con số đấy nhé. Đấy. Đấy. Trên vận tốc trên 4 m/s và chênh áp trung bình qua trên 35 mm/s là cái mà giúp chúng ta chẩn đoán là có hẹp, tức là van hoạt động kém và có gây hẹp đáng kể. Đây cái sơ đồ trong quyển của Catherine Otto là một nhà siêu âm tim hàng đầu của Hoa Kỳ, đặc biệt là trên bệnh lý van động mạch chủ. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy huyết khối trên van động mạch chủ đây nhé. Đây, và sau đó chênh áp, ui rồi chênh áp ở đây, vận tốc và chênh áp nhé. Vận tốc trên 5.5 m/s và chênh áp ở đây là người ta cho chênh áp tối đa là 122 mm/s. Thế còn đối với van hai lá thì sao? Khi mà vận tốc tối đa trên 2.5 m/s và chênh áp trung bình từ 10 mm/s trở lên, đấy, thì tức là hẹp đáng kể và có ý nghĩa. Đây, trong cái lượng đồ này chúng ta chú ý nhé. Chênh áp trung bình trên 10 mm/s và vận tốc tối đa trên 2.5 m/s. Và hình ảnh huyết khối. Chúng ta thấy là có cái hình ảnh hở van, cạnh van này, và chênh áp rất cao, chênh áp trung bình có đến ở đây là đến 33.8 mm/s. Đối van ba lá nhân tạo, lưu ý nguy cơ huyết khối trên van ba lá nhân tạo là rất cao. Thì cái gì giúp chúng ta đánh giá đây? Vận tốc tối đa trên 1.7 m/s và chênh áp trung bình trên 6 mm/s. Van động mạch phổi nhân tạo, cái này thì chúng ta ít gặp bởi vì là bệnh nhân của chúng ta hầu như không làm. Nhưng hẹp ý nghĩa khi mà vận tốc tối đa, chúng ta đánh giá vận tốc thôi, vận tốc tối đa trên 3 m/s nhé. Dễ nhớ không ạ? 435 bao nhiêu nữa? Rồi, gì nữa? 1.76, 3. Cứ nhớ từng đấy số thôi, không cần các bạn phải nói nhiều nha. Không cần phải nhớ nhiều, thế là đủ rồi. Chẩn đoán xong, xử trí như thế nào? Đau đầu phết, đúng không? Xử trí như thế nào để cứu được tính mạng bệnh nhân mà lại không xảy ra biến cố như trường hợp vừa rồi? Chúng ta có các phương pháp nào để xử trí cấp cứu? Chúng ta có phẫu thuật nhé. Tuy nhiên, tử vong quanh phẫu thuật đối với bệnh nhân huyết khối van nhân tạo là rất cao. Các cái báo cáo cho thấy là thấp nhất thì cũng phải cỡ khoảng 5% bệnh nhân tử vong. Và nếu như trước đó bệnh nhân lại có suy tim càng nặng, nghi ha 4, thì tử vong có thể còn cao hơn nữa, gần 20%. Ví dụ như bệnh nhân của chúng ta mà đẩy đi phẫu thuật ấy, bệnh nhân của chúng ta mà đẩy ngay đi phẫu thuật, trong trường hợp chúng ta có thể set up được ngay bàn mổ, thì tỷ lệ tử vong cũng phải loanh quanh đến 17.5%. Nhớ. Với điều kiện là chúng ta không bị những cái yếu tố khác ảnh hưởng. Nếu không phẫu thuật thì chúng ta sử dụng tiêu sợi huyết. Và tiêu sợi huyết thì tỷ lệ thành công rất cao, đúng không ạ? 82%, tốt đây. Nhưng nguy cơ chảy máu sau tiêu sợi huyết cũng là 5%. Và tắc mạch thứ phát sau đó cũng phải đến 12%. Và ngoài ra nó còn có những nguy cơ là gì? Chúng ta thất bại khi mà dùng tiêu sợi huyết. Nhé.
Thứ ba, phương pháp thứ ba là dùng thuốc chống đông, tức là chúng ta dùng heparin phối hợp với tiêu sợi huyết hoặc là phẫu thuật. Ở đây, thuốc duy nhất được lựa chọn là heparin không phân đoạn, truyền bơm tiêm điện, không phải là heparin trọng lượng phân tử thấp, nhớ như vậy. Vấn đề đấy đặt ra cho chúng ta là gì? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta dùng tiêu sợi huyết hay là chúng ta sẽ mổ bệnh nhân? Nhé. Do vậy, chúng ta đều phải trả lời là gì? Tiêu sợi huyết thì vì sao chúng ta nên là tiêu sợi huyết, ái trả? Làm sao có thể set up được một cái bàn mổ cấp cứu đây? Khó lắm, đúng không ạ? Bệnh nhân đã mổ rồi, dính tùm lum tà la chẳng hạn, mổ lại, liệu có nguy cơ gì khác không? Đúng không ạ? Còn ông phẫu thuật thì bảo, ui, tiêu sợi huyết, chảy máu. Thuốc đấy là thuốc gì? Sẽ gây chảy máu, sau đó lại tắc mạch. Nhá. Và chưa kể là không lấy được huyết khối, huyết khối không tan hết thì lại tái phát huyết khối. Làm sao mà ấy được, làm sao mà tiêu sợi huyết được? So sánh giữa hai cái thì cái nhóm tiêu sợi huyết là gì? Tử vong trong vòng 30 ngày khoảng 7%, thành công là 75%, biến cố tắc mạch 13% và biến cố chảy máu là khoảng 6%. So với nhóm phẫu thuật, tử vong quanh phẫu thuật là dao động từ 10 đến 15%. Nhưng nếu bệnh nhân suy tim trước phẫu thuật thì tỷ lệ tử vong cao vọt. Đấy. Đây là các cái báo cáo về đa phân tích về vấn đề phẫu thuật hay là can thiệp. Nhé. Vậy các khuyến cáo khuyên chúng ta điều gì? Các khuyến cáo khuyên chúng ta điều gì? Nếu mà huyết khối ở van tim bên trái, bệnh nhân đến trong vòng 2 tuần, suy tim không có hoặc suy tim nhẹ, kích thước của khối của huyết khối nhỏ, tức là nhỏ hơn 0.8 cm², thì lời khuyên là chúng ta nên điều trị tiêu sợi huyết. Nên nhé. Còn với những bệnh nhân mà có huyết khối van nhân tạo ở bên phải thì nói luôn tiêu sợi huyết đi, nên là tiêu sợi huyết bất kể là kích thước hay là đến vào lúc nào. Đấy là khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2014. Vậy khi nào phẫu thuật? Bắt buộc phải phẫu thuật nếu như huyết khối ở van tim bên trái và bệnh nhân suy tim nặng. Cân nhắc phẫu thuật cấp cứu trong trường hợp mà huyết khối van tim bên trái di động kích thước lớn, tức là trên 0.8 cm². Rõ ràng đúng không ạ? Cũng khá là rõ ràng. Tuy nhiên là phẫu thuật thì nói thật là gì? Không phải chỉ các bác sĩ hồi sức cấp cứu tim mạch ngại, mà bản thân các bác sĩ tim phẫu thuật, các phẫu thuật viên tim mạch cũng ngần ngừ. Vậy có cách nào để vừa tiêu sợi huyết đảm bảo được cái tỷ lệ thành công cao như thế, ít nhất cũng như thế, thậm chí cao hơn, mà lại giảm được cái nguy cơ chảy máu không? Thì đây là một nghiên cứu PROMETE, tức là một cái nghiên cứu năm 2014 ở Hoa Kỳ trên 120 bệnh nhân ở huyết khối van cơ học có 64.2% là có tắc nghẽn hoàn toàn và 35.8% không tắc nghẽn. Nhé. Và người ta truyền với một cái phác đồ mới, truyền Atepla liều thấp và liên tục 25mg trong 25 giờ và theo dõi bằng siêu âm qua thực quản. Có thể nếu sau 25 giờ mà vẫn còn cái tình trạng là chênh áp vẫn còn tăng, huyết khối chưa tiêu hết, thì người ta có thể quay trở lặp lại một lần nữa, thì tỷ lệ thành công ở đây lên tới 90% và tỷ lệ biến chứng chỉ có 6.7% thôi. Nhé. Không có một trường hợp tử vong và chỉ có 3.3% là bệnh nhân chảy máu nặng mà không có tử vong. Đấy. Tức là tỷ lệ thành công rất cao và biến chứng rất thấp. Tỷ lệ chảy máu rất thấp. Và vì vậy, cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ cập nhật năm 2017, người ta đã đưa cái phác đồ truyền Atepla liều thấp liên tục có theo dõi
vào chỉ định gì đây, chúng ta thấy là gì ạ? Chỉ định loại 1 nhé. Tức là chúng ta trong trường hợp có chỉ định truyền tiêu sợi huyết thì cần phải truyền với liều thấp và liên tục. Đấy. Còn khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu thì nói gì? Khuyến cáo mới nhất cách đây có 2 năm, hơn 2 năm. Trong trường hợp mà huyết khối van nhân tạo tắc nghẽn, bệnh nhân trên lâm sàng trầm trọng, không có các bệnh lý phối hợp, tức là nguy cơ phẫu thuật không cao, thì bắt buộc phải phẫu thuật cấp cứu hoặc là khẩn cấp nhé. Đấy, chỉ định rất là rõ ràng và mạnh mẽ. Nếu như phẫu thuật không sẵn sàng, nguy cơ cao, bệnh nhân nguy cơ cao khi phẫu thuật hoặc huyết khối trên van tim bên phải, thì xin mời cân nhắc và sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trừ khi có chống chỉ định. Nếu như huyết khối lớn trên 10mm, không gây tắc nghẽn, có biến chứng phẫu thuật, có biến chứng tắc mạch, thì cân nhắc phẫu thuật. Đấy. Rất mạnh mẽ về vấn đề phẫu thuật đúng không ạ? Còn cân nhắc tiêu sợi huyết khi mà gì? Đấy, cái vấn đề này cũng không gì chặt chẽ như là khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ. Nhé. Yêu cầu đối với van sinh, đối với huyết khối van sinh học là điều trị chống đông tối ưu. Nhé, điều trị chống đông tối ưu trong trường hợp huyết khối van sinh học. Đấy là lựa chọn số 1 trước khi nghĩ đến việc là can thiệp lại. Đấy, và đây cái lược đồ này chúng tôi, các bạn, tại vì tôi đã phải mất công tôi Việt hóa ra đây để tôi khỏi phải nói nhé, để là chúng, bởi vì nó cũng khá là rõ ràng rành mạch. Về vấn đề nghi ngờ có huyết khối mà không gây tắc nghẽn, chúng ta làm gì? Huyết khối không gây tắc nghẽn, chúng ta tối ưu hóa chống đông là cái quan trọng nhất, đúng không ạ? Và chúng ta đánh giá xem là có biến cố thuyên tắc hoặc bằng lâm sàng hoặc bằng các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh không nhé. Đánh giá kích thước của huyết khối để chúng ta theo dõi và điều trị về sau. Còn nếu như huyết khối tắc nghẽn, siêu âm tim là sai số 1. Nếu tình trạng lâm sàng trầm trọng nhé, phẫu thuật mà tổ chức được ngay thì phải phẫu thuật. Nếu tình trạng lâm sàng trầm trọng mà không phẫu thuật được ngay thì chúng ta tiêu sợi huyết nhé. Còn nếu tình trạng lâm sàng không trầm trọng và đông máu không kiểm soát tốt thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Phối hợp heparin với aspirin. Thành công, ok, theo dõi. Còn nếu thất bại, xem xét khả năng phẫu thuật nhé. Còn nếu thất bại mà nguy cơ cao với phẫu thuật thì chúng ta tiêu sợi huyết. Còn nếu như đông máu không kiểm soát tốt kèm theo tình trạng lâm sàng trầm trọng nhé, không có nguy cơ cao với phẫu thuật thì chúng ta phải chỉ định phẫu thuật. Đấy, nó rất là rõ ràng và tương đối là dễ nhớ, khẳng định lại những cái mà chúng ta vừa mới nói ở trên. Do vậy, đúng rút lại là chúng ta phải làm gì trước khi chúng ta định tiêu sợi huyết hay phẫu thuật? Trả lời luôn, tắc nghẽn van nhân tạo không nhé, vị trí van ở bên phải bên trái, huyết khối có kích thước bao nhiêu, và trên lâm sàng bệnh nhân có suy tim không, nghi hàm mấy, có biến chứng tắc mạch hệ thống, ví dụ đột quỵ không. Đấy là 4 câu hỏi quan trọng, ok, trước khi chúng ta đi vào phương án là làm gì. Đấy, chúng ta tiêu sợi huyết, nghiêng về tiêu sợi huyết khi nào? Khi không sẵn sàng về vấn đề phẫu thuật, phẫu thuật viên của chúng ta cũng không sẵn sàng và cũng không đủ kinh nghiệm, nguy cơ phẫu thuật của bệnh nhân rất cao, bệnh nhân không có chống chỉ định với tiêu sợi huyết, huyết khối van nhân tạo lần đầu, NIHA không phải quá cao, huyết khối kích thước không quá lớn, không có huyết khối nhĩ trái, không có bệnh mạch vành, không có bệnh van tim khác, nhìn thấy huyết khối, và quan trọng nữa là gì? Cũng phải có gì? Nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân ổn định thì có thể phải có gì? Thảo luận với bệnh nhân hoặc gia đình bệnh nhân. Chúng ta thiên về phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, nguy cơ phẫu thuật thấp, bệnh nhân có chống chỉ định tiêu sợi huyết, đã từng bị huyết khối van nhân tạo, suy tim nặng, kích thước huyết khối lớn, có huyết khối nhĩ trái kèm theo, có bệnh mấy mạch vành hoặc bệnh lý van tim phối hợp, có thể nghi ngờ nguyên nhân là do pannus, thì chúng ta sẽ nghiêng về phẫu thuật. Chúng ta hiểu không ạ? Vậy
chúng ta xử trí lần lượt theo từng bước như thế nào? Một, nghi ngờ bệnh nhân có huyết khối van nhân tạo, đánh giá ngay lâm sàng có sốc hay không, khó thở mức độ ni ha mấy, có biến chứng tắc mạch hay không, tình trạng đông máu APTT INR như thế nào, kết quả siêu âm qua thành ngực cấp cứu, van tim nào nghi ngờ huyết khối, huyết khối có tắc nghẽn không, chênh áp đúng không ạ, hoạt động van, chênh áp, chức năng tim, các huyết khối ở những vị trí khác, siêu âm tim qua thực quản nhanh nhất có thể nếu được nhé. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân mà có chỉ định tiêu giải huyết cấp cứu thì chúng ta cũng không thể chờ được siêu âm tim qua thực quản được, đúng không ạ? Bước 2, xử trí. Lập tức truyền ngay heparin bơm tiêm điện, đúng không ạ? Theo đúng phác đồ. Dừng ngay điều trị kháng vitamin K nếu bệnh nhân đang dừng, bởi vì chúng ta có khả năng phải phẫu thuật. Hồi sức tích cực và chuẩn bị để tiêu sợi huyết nhé. Huyết khối van tim bên phải, kích thước lớn, NiHa cao. Huyết khối van tim bên trái, kích thước không quá lớn, NiHa thấp. Huyết khối van tim bên trái lớn, suy tim nhưng bệnh nhân không thể phẫu thuật, thì chúng ta sẽ điều trị tiêu sợi huyết. Chúng ta chọn phác đồ nào tối ưu nhất và đã được áp dụng ở viện tim mạch rồi, thành công tốt, mặc dù là số lượng ca chưa đủ để chúng ta có thể báo cáo, đó là chúng ta chuyển liên tục Atemlaz nhé, trong vòng 25 giờ. Còn nếu không, chúng ta là dùng phác đồ cổ điển 100 mg, bolus 10 mg, và sau đó trong vòng 2 giờ truyền 90 mg. Ok, đấy là phác đồ cổ điển, đấy cũng chính là cái phác đồ mà bệnh nhân cấp cứu của chúng ta được lựa chọn, bệnh nhân mà có chảy máu não ấy, được lựa chọn. Và heparin vẫn được truyền duy trì sao cho APTT dao động từ khoảng 1,5 đến 2 lần chứng nhé. Chúng ta kể cả khi đã làm thực quản rồi thì chúng ta vẫn khuyến khích làm lại thực quản để đánh giá cái hiệu quả của tiêu sợi huyết, đánh giá hiệu quả của tiêu sợi huyết. Chúng ta phẫu thuật khi nào? Huyết khối van tim bên trái, kích thước lớn, suy tim nặng, nguy cơ phẫu thuật thấp, tiêu sợi huyết thất bại, nghi ngờ do pannus gây kẹt van nhé. Và chúng ta phải chú ý đến gì? Cái khả năng mà chúng ta có thể triển khai được một cái cuộc mổ cấp cứu cũng như là toàn trạng của bệnh nhân. Sau khi điều trị xong, ta làm gì? Theo dõi, đánh giá lâu dài. Nếu như không phải tiêu sợi huyết thì đương nhiên chúng ta chỉ dùng heparin thôi, đúng không ạ? Nhé. Sẽ nên duy trì phối hợp, người ta nói là nên duy trì phối hợp heparin với kháng vitamin K tối thiểu là 3 tháng và có thể phối hợp với aspirin liều thấp hàng ngày. Đánh giá hiệu quả tiêu sợi huyết nếu như bệnh nhân có chỉ định và đã được điều trị tiêu sợi huyết. Tiêu sợi huyết thành công khi huyết khối tan gần hoàn toàn hoặc hoàn toàn, về huyết động bệnh nhân cải thiện. Tiêu sợi huyết thất bại khi bệnh nhân đã được điều trị tiêu sợi huyết và sau đó từ 24 đến 72 giờ huyết động không cải thiện thì tiêu sợi huyết thất bại nhé. Chúng ta theo dõi lâu dài cái hiệu quả điều trị chống đông và siêu âm tim để đánh giá. Vấn đề cuối cùng, vậy thì làm thế nào để ngăn ngừa được huyết khối van nhân tạo đây? Để ngăn ngừa được thì chúng ta phải làm gì á? Đúng rồi, ba yếu tố đúng không ạ? Ba yếu tố. Một, những bệnh nhân có nguy cơ cao bị tăng mạch, đúng không ạ? Chúng ta nhớ đến tam giác huyết sâu là gì? Là yếu tố về huyết động. Vậy những bệnh nhân có nguy cơ cao bị tăng mạch thì chúng ta sử dụng cái thang điểm gì cho đơn giản đây? Chasvas, đúng không ạ? Nhớ, trong đó có dung nhĩ, trong đó có suy tim, vân vân. Yếu tố bề mặt, tức là nội mạc chưa ổn định hoàn toàn, thì có nghĩa là huyết khối, cái nguy cơ huyết khối sẽ tập trung nhiều nhất vào những tháng đầu tiên, 3 tháng đầu tiên hoặc trong năm đầu tiên bệnh nhân phẫu thuật thay van, đúng không ạ? Giai đoạn đấy là chúng ta phải chặt chẽ về điều trị chống đông nhất, không phải là hàng tháng mà thậm chí là hàng tuần, để chúng ta đánh giá cái thay đổi về mặt đông máu cũng như là cái liều tối ưu cho bệnh nhân nhé. Đấy là yếu tố về bề mặt. Yếu tố thứ ba đó là đông máu, thì rõ ràng bệnh nhân có chỉ định điều trị chống đông thì thuốc chống đông phải đạt liều điều trị, không thể đạt dưới ngưỡng điều trị được, đúng không ạ? Đấy là ba vấn đề quan trọng.
Và đây là khuyến cáo. Cái khuyến cáo này khá là rõ ràng. Nhớ, khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ khá là rõ ràng về vấn đề van cơ học, van hai lá chúng ta dùng gì. Nhớ, van động mạch chủ chúng ta dùng gì. Có yếu tố nguy cơ tăng mạch hay là không có yếu tố nguy cơ tăng mạch thì chúng ta dùng như thế nào. Trong trường hợp mà chúng ta buộc phải dừng thuốc chống đông chẳng hạn, vì những cái thủ thuật, những cái phẫu thuật ngoài tim thì chúng ta phải bắc cầu ra làm sao nhé. Chúng ta phải bắc cầu heparin trọng lượng phân tử thấp, rồi chúng ta quay trở lại chống đông. Thường quy, nó là kinh điển rồi. Và có một phần nữa là liên quan đến để thay van động mạch chủ qua da nhé. Thì chúng ta sẽ dùng trong vòng, nên là trong vòng 6 tháng đầu thì dùng clopidogrel hoặc là aspirin hàng ngày trong vòng 6 tháng đầu tiên. Bởi vì cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn dễ bị tăng mạch nhất. Như vậy chúng ta thấy huyết khối van tim nhân tạo là biến chứng trầm trọng, mà không phải chỉ gặp ở những nước kém phát triển như ở Việt Nam. Nhưng tất nhiên là ở những nước kém phát triển thì tỷ lệ bệnh nhân bị huyết khối van nhân tạo cao hơn, liên quan đến vấn đề hạ tầng y tế, liên quan đến vấn đề gì ạ? Giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân sau khi thay van nhân tạo. Chúng ta phải chú trọng, vì vậy nên là chúng ta phải hiểu vấn đề của chúng ta thì chúng ta mới biết là chúng ta phòng bằng cách nào. Tư vấn giáo dục cho bệnh nhân cẩn thận. Làm gì có chuyện bệnh nhân thuốc chống đông xong lại quên dùng thuốc. Nha, đã có bác sĩ hào hứng khoe với tôi là úi giời, bệnh nhân này dùng van nhân tạo cơ học đấy, nhưng mà nghỉ thuốc một tuần rồi chưa thấy sao ạ. Chưa thấy sao, nghỉ tuần rồi chưa thấy sao. Thực tế thì người ta đã có một số tình huống nhá, mà người ta cũng đã đánh giá bằng các cái nghiên cứu đa phân tích là một bệnh nhân đeo van nhân tạo cơ học tối đa có thể dừng thuốc gì là khoảng 2 tuần thuốc chống đông. Nhưng mà điều đó sẽ không xảy ra với những bệnh nhân mà vừa mới mổ thay van xong, bởi vì nguy cơ tắc mạch cao nhất ở những bệnh nhân vừa mới mổ xong, đúng không ạ? Nhá, trong một số tình huống nhất định thì ta buộc phải dừng thuốc chống đông của bệnh nhân, và cái thời hạn mà cho phép là gì, tối đa nhá là 2 tuần. Nhưng đương nhiên chúng ta phải đánh giá chặt chẽ về mặt lâm sàng và siêu âm cho bệnh nhân, đấy là điều hiển nhiên rồi. Ok, chứ không lại đợi là chưa có gì đâu, đến lúc có gì đâu thì trở tay không kịp nhá. Xét nghiệm đông máu định kỳ, và chú ý chúng ta không thể chặt lưỡi được nhá. Trong cái khuyến cáo của ACC này, chúng ta nhìn này, cái đích của van hai lá nhân tạo cơ học là nó phải lanh quanh gì ạ, từ 2,5 cho đến 3 đấy, từ 2,5 cho đến 3. Điều đấy buộc chúng ta là phải tối ưu hóa cái điều trị chống đông. Nếu như mà loanh quanh khoảng 1,8, 1,9, nhất là van hai lá, cẩn thận nhé, không được. Phải cho heparin trọng lượng phân tử thấp gối vào, rồi chỉnh liều sao cho bệnh nhân đạt liều, rồi chúng ta mà đạt liều 2 lần liên tiếp rồi chúng ta mới có thể stop lại nhé. Quyết định khi bệnh nhân có biến cố xảy ra thì việc chúng ta quyết định dùng tiêu sợi huyết hay phẫu thuật cấp cứu sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng yêu cầu chung là phải khẩn trương, chính xác, có sự phối hợp chuyên khoa nội và ngoại tim mạch. Đó là vấn đề huyết khối trên van nhân tạo cơ học và sinh học. Còn vấn đề nhỏ nhỏ nữa, ít gặp hơn, đó là nguy cơ viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ở những vấn đề, ở những bệnh nhân van nhân tạo. Thì hôm trước trong buổi sinh hoạt khoa học chúng tôi cũng nói rồi, và ở đây thì chúng ta cũng sẽ tóm tắt rất nhanh thôi. Có gặp nhưng hiếm. Bệnh nhân mang van nhân tạo thì rõ ràng là vật liệu ngoại lai, có nguy cơ cao bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Vì thế nên là chú trọng là sẽ dự phòng tiên phát. Còn khi viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn xảy ra thì bối cảnh lâm sàng cũng giống như là trường hợp kẹt van vậy. Bối cảnh lâm sàng cũng gần như thế. Bệnh nhân có thể tụt huyết áp, bệnh nhân có thể có tiếng thổi mới xuất hiện nhé. Và chúng ta lưu ý đến tam chứng gì Osler khi chúng ta nghi ngờ viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Đó là bệnh nhân làm sao? Gì ạ? À? Sốt kéo dài, van nhân tạo có thể thiếu máu hoặc không nhé. Nói chung là cứ bệnh nhân van nhân tạo mà kêu sốt là tôi đều phải cảnh giác. Tôi chẳng cần biết như nào tôi đều phải cảnh giác, bởi vì tôi không biết rằng họ biết họ sốt từ bao giờ. Đấy, điều đấy là rất là quan trọng.
Và sau đó thì chúng ta làm đúng như thường quy, sử dụng tiêu chuẩn Duke sửa đổi. Và trong cái van nhân tạo thì nó có vấn đề là gì? Có thêm các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Ví dụ chụp cắt lớp hoặc chụp SPECT, chụp xạ hình để tìm các cái tổn thương do vi khuẩn gây ra. Ví dụ như là áp xe, ví dụ như là những cái sùi lớn hay là cái hiện tượng gọi là sút van mà siêu âm không đánh giá được. Và nó nằm trong cái tiêu chuẩn thứ hai của Duke để chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Về điều trị, nếu như bệnh nhân đến sớm, tức là gì ạ? Trong vòng 60 ngày kể từ khi mổ, chúng ta có khuyến cáo điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ở bệnh nhân sau mổ thay van sớm, đúng không ạ? Và sau đó, và sau thời gian đấy nhá, kháng sinh thì sử dụng tối thiểu là 6 tuần. Ok, 6 tuần. Phẫu thuật được đặt ra khi nào? Cũng tương tự như là đối với bệnh nhân mang van tự nhiên. Đối với viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trên van nhân tạo cơ học, chỉ định số 1 và luôn luôn là kháng sinh. Chỉ định phẫu thuật số 1 tức là cấp cứu khi nào rối loạn huyết động, suy tim nhé. Đấy là chúng ta phải mổ rồi. Ví dụ nó gây kẹt van mà gây hở thì làm sao mà, và bệnh nhân phù phổi, làm sao mà chúng ta lại bảo dùng kháng sinh được? Bệnh nhân phải mổ cấp cứu nhé. Sau đó là gì? Có biến cố tăng mạch, cục sùi quá lớn, có nguy cơ tăng mạch thì là những cái chỉ định, hoặc là nhiễm một số cái loại khuẩn đặc biệt buộc phải mổ thì cũng giống như là van nhân tạo, van tự nhiên, câu chuyện không có gì